Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 27 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh Tây Bắc chỉ có mưa rào và dông xảy ra ở khoảng 1/2 diện tích khu vực. Tuy nhiên, trong cơn dông vẫn có khả năng kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nên quý vị cần lưu ý. Từ đêm ngày 28 đến ngày 30 tháng 3, mưa giảm trở lại và chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi. Ngày trời giảm mây và hửng nắng cùng với nhiệt độ tăng dần. Tuy đêm về sáng bầu không khí còn se lạnh, nhưng ban ngày thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tuy nhiên, trong điều kiện diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn rất căng thẳng, quý vị vẫn nên hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết và mở cửa sổ để nơi lưu trú được thông thoáng, mát mẻ, hạn chế vi khuẩn. Với các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế trở ra, trong đêm nay, thời tiết chưa có gì đáng kể. Tuy nhiên, sang ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị, mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây bất lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Trong khi đó, từ Quảng Trị trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn chỉ có mưa rào xảy ra ở vài nơi. Các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết trong 24 giờ tới sẽ ít biến động. Ban ngày trời nắng, ít mưa, cùng với đó là xu thế tăng nhiệt trên khu vực. Vì vậy, một số nơi sẽ hơi oi bức vào trưa chiều. Sang đến ngày 29 và ngày 30 tháng 3, thời tiết toàn Trung Bộ sẽ ổn định trở lại. Trời ít mưa, ngày nắng, có xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt tăng sấp xỉ ngưỡng 36 độ trong trưa chiều ngày 30 tháng 3. Vì thế, các hoạt động ngoài trời vẫn nên được hạn chế trong khoảng thời gian này để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Trong những ngày tới, thời tiết tại vùng cao Tây Nguyên vẫn có mưa dông cục bộ vài nơi, tập trung về chiều tối và đêm. Tuy diện mưa không rộng và mưa không lớn, nhưng với thời tiết nắng nóng như thế này thì mưa dông xuất hiện rất dễ kèm theo gió giật mạnh, lốc sét gây nguy hiểm cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Trong khi các tỉnh miền Bắc thời tiết có sự thay đổi mạnh, miền Nam nắng nóng thì thời tiết ở Đà Lạt vẫn mát mẻ dễ chịu. Mặc dù về chiều một số nơi có mưa dông cục bộ, nhưng phần lớn thời gian trong ngày tiết trời vẫn tạnh ráo và mát mẻ. Thưa quý vị, xứ sở sương mù Đà Lạt luôn gắn liền với những hình ảnh đặc trưng mà mỗi lần nhắc đến, người ta sẽ dễ dàng hình dung ra vẻ đẹp của nó. Trong số đó, hình ảnh đồi chè mang đến một không gian trong lành và rất đỗi bình yên với những hàng chè xanh mướt chạy dài tít tắp, tạo cảm giác bình yên hiếm có. Bên cạnh đó, vẻ đẹp tinh khôi và tròn đầy của loài hoa cẩm tú cầu với sắc trắng phớt xanh nổi bần bật trên nền xanh thẫm của lá cũng trở thành điểm đặc trưng không thể thiếu của Đà Lạt mộng mơ. Đứng giữa một cánh đồng hoa cẩm tú cầu khiến người ta không khỏi xao xuyến bâng khuâng, tạm quên đi những bộn bề và căng thẳng của cuộc sống. Ngoài cảnh đẹp, một trong những đặc sản nổi tiếng của Đà Lạt chính là loại dâu tây đỏ thơm ngon. Những vườn dâu công nghệ cao luôn cho ra những chùm quả đỏ mọng, xen giữa những phiến lá xanh non. Việc thưởng thức những quả dâu mọng nhất được xem như một món quà mà phố núi dành cho du khách khi đến thăm nơi đây. Quay trở lại với tình hình thời tiết trong những ngày tới tại Nam Bộ, tại đây vẫn phổ biến nắng nóng diễn ra diện rộng ở các tỉnh thành với nhiệt độ cao nhất ngày đạt khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Còn tại các tỉnh miền Đông, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho tới 35 độ. Về chiều tối, một vài nơi trên khu vực có mưa rào và dông, cần đề phòng với lại lốc sét, gió giật mạnh. Tuy nhiên, thời gian có mưa không dài nên thời tiết vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ngoài trời. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!